Vâng, xin chào mọi người nhá. Hôm nay bên ghế Nhật Trần Sơn đang đóng hàng gửi đi cho khách. Hôm nay là shop gửi đi 3 con. Đây một con này. Một con kia vừa đóng xong này. Con này lại tiếp tục này. Đấy. Một con con này gửi đi Kiên Giang này. Đấy, gửi đi Kiên Giang và con này là gửi đi Nghệ An nhé mọi người nhé. Đây con này là gửi thị xã Cửa Lò Nghệ An. Cửa Lò Nghệ An nhé. Ghế rất là đẹp, hàng VIP, khách ở mặc dù ở xa không đến trải nghiệm nhưng mà vẫn rất là tin tưởng vào hàng Nhật, tin tưởng vào cái dịch vụ của bên shop. Mọi người khi mua sản phẩm sẽ hoàn toàn yên tâm bởi cái chất lượng của sản phẩm cũng như là cái dịch vụ mà bên ghế Nhật Trần Sơn cung cấp cho mọi người. Với những kinh nghiệm lâu năm và những cái sản phẩm chất lượng chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bác các anh chị em dù khó tính đến mấy. Ghế đã đều được bọc bằng những cái lớp vải chống sốc rồi và vận chuyển rất là cẩn thận nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đây ví dụ con này là gửi đi thị trấn thứ 11 huyện An Minh Kiên Giang nhé, gửi đi Kiên Giang. Con này mã 76 gửi đi Kiên Giang. Đó, bên shop thì luôn luôn nhập về những cái con nó tốt nhất, nó đẹp nhất gửi cho khách hàng chứ không bán cái hàng lẩm khẩm nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Với những kinh nghiệm lâu năm trong nghề và hiểu biết tường tận về ghế massage nội địa Nhật thì bên shop chỉ nhập những cái con nào nó thực sự là đẹp và nó còn tốt gửi đến cho mọi người thôi chứ không bán cái hàng lẩm khẩm. Các cụ bảo rồi, buôn bán làm ăn thì người ta bảo là có đức thì mặc sức mà ăn mà. Đấy, thì bên shop thì sẽ hướng tới là làm ăn uy tín chứ không làm ăn chụp giật. Nên là những cái sự ủng hộ của khách hàng ấy thì nó là cái thể hiện rõ nhất cho cái việc là bên shop làm ăn nó có uy tín hay không. Những cái sản phẩm này thì bên shop ấy thì được chuyển về qua hình thức là mua đấu giá ở bên Nhật nên là hàng nó đẹp lắm mọi người ạ. Hàng nó đẹp, nó dùng nó lành và nó hiếm khi là bị lỗi hoặc là phải sửa chữa lắm. Thường thường là không hỏng bao giờ, hiếm. Vì sản phẩm nó đã tốt rồi xong lại mình tuyển chọn cái hàng đẹp nữa nên là nó lại càng bền. Đấy, anh chị em cô bác nào mà đang đi tìm ghế mà đang có nhu cầu muốn mua ghế những cái sản phẩm nó của Nhật xịn mà nó tốt, nó hỗ trợ trị liệu và chăm sóc sức khỏe, phục hồi đau mỏi thì liên hệ ngay đến ghế Nhật Trần Sơn để được tư vấn cái mẫu ghế nó phù hợp nhất cho từng người và những cái mẫu ghế nó phù hợp với tài chính, với khả năng tài chính của mỗi người nữa để mình sử dụng và khai thác nó hiệu quả, không mất tiền oan vào những cái sản phẩm nó chất lượng nó không ra làm sao. Toàn những thương hiệu nó rất là nổi tiếng rồi. Đấy, Panasonic. Đấy, mọi người thấy thương hiệu này thì nó quá là nổi tiếng luôn chứ cũng đây Panasonic. Đó. Đây thế này. Đấy, Panasonic toàn hàng xịn, vân carbon bóng lưu luôn. Da thì da xịn. Da của Panasonic này cũng rất là xịn, mềm, mịn mắt tay, dùng lành. Đấy, hàng đẹp, dùng vô tư luôn.
Đấy, mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đó. Đấy, mua là về nhận là chỉ có ưng thôi. Hàng thì nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy, chứ không có hàng giả, hàng nhái. Không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đó. Tất cả hàng xịn luôn. Đấy. Panasonic MA70 Made in Japan. Made in Japan nhé. Đấy, còn rất là nhiều mẫu nhé, nhiều mẫu nhiều mã khác nhau nhé. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ điện cho bên ghế Nhật Trần Sơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.